Ông bà cô chú anh chị, bữa nay là Phong Nguyễn cùng với chị Hảo, vợ của Phong, đang chuẩn bị là hồi sáng giờ đi thăm mấy hoàn cảnh ở trên chợ rẫy Nhi Đồng 2 ông bà cô bác. Bây giờ thu xếp cái hoàn cảnh của anh hai của bên vợ Phong á. Bữa giờ là chị Hảo với cô Tâm Độ là cũng rất là thương. Đợt rồi là cũng có anh hai nè với chị hai gửi quà nữa. Nhưng mà tình hình sức khỏe của anh đang rất là kém. Thì bệnh bên thận á, nó di căn nhiều thứ. Bây giờ là cái nội tạng bên trong á, thì nó muốn là ảnh hưởng là muốn hư hết rồi. Thì nhưng mà trong giai đoạn khó khăn này ảnh lúc nào ảnh khỏe ảnh cũng muốn đi chạy xe ba gác cũng đi kiếm tiền đó mọi cô bác. Thì bữa nay chị Hảo về chỉ cũng cố gắng là bằng mọi giá để thu xếp là thăm người anh hai. Thì bữa nay chị Hảo cảm nhận như thế nào chị? Dạ rất là vui ông bà ơi, tại vì cũng đi theo hoàn cảnh này. Thật sự hôm bữa còn ở bên đó là tưởng anh ấy cũng có phần xấu rồi, vì lúc ở bệnh viện về là mệt mỏi lắm, mệt lắm rồi. Cho nên là gia đình cũng nghĩ là chắc có lẽ cũng đến lúc xong phần cho anh đó. Nhưng mà cũng may là bề trên cũng còn kéo dài được tới hôm nay. Thì hôm nay nhân dịp tôi đi về nước thì cũng có một phần quà của một người chị thân thương mà rất là thương chú hai luôn, nên có nhờ tôi cầm về để gửi tặng cho hoàn cảnh chú hai, để cũng có chút tiền nặng thang thuốc đó. Bây giờ là mình sẽ tiến hành đi ha. Xin mời ông bà cô chú cùng lên đường. Hồi trước nhất thì ông bà cô bác cũng thương Phong Nguyễn với Khánh Nguyễn, cũng cho anh em những cái like, cái đăng ký ủng hộ tinh thần mấy anh em nha. Thì chúc ông bà nhiều sức khỏe luôn. Thì bây giờ thì Phong Nguyễn cũng tranh thủ chở chị Hảo với vợ Phong đi. Tại vì hôm nay trời cũng mưa gió chị. Đi cho rồi biết chiếu sơ cảnh lúa. Lúa chắc từng mấy đó chín rồi đó chị. Vậy á hả? Rồi mình có phải mướn người cắt không? Ta mướn chị. Cái này không phải của mình à? Dạ không. Trời ơi, tưởng là của nhà hàng Phong là coi như giàu to rồi. Trời ơi. Hồi đó người ta đập tay gì mà giờ có máy cắt. Dạ máy ta cắt. Đi lên thành phố người ta làm hết trơn à. Đẹp quá ha. Dạ. Với lại ở đi cái cảnh đồng quê này nè, mình đi mình có cảm nhận là mình nghe thấy mùi lúa đó nha, nó thơm lắm, cái mùi lúa nó rất là nhiều. Cô bác bên nước ngoài cũng thích cái cảnh ở dưới quê á chị. Anh quay chia sẻ cái đoạn đường dạ, đi cánh đồng lúa dễ gì mình được nhìn thấy cái đồng lúa như thế này. Dạ. Trời, chú hai chắc chú thấy mình chú mừng lắm á. Dạ. Em có báo mình đi xuống nhưng mà không có nói có phần quà. Để cho ông ngạc nhiên á. Dạ. Ông mới mừng. Trời, tự nhiên nay được mười mấy triệu. Ui. Trời ơi, mười mấy triệu luôn hả chị? 500 đô mười mấy triệu của ta đó, 12 triệu rưỡi đó. Trời ơi, vậy là anh mừng dữ lắm luôn rồi. Chứ sao khỏe biết là bao nhiêu luôn á. Dạ. Lúc trước là anh cũng có ruộng đất đó chị. Vậy hả? Nhưng mà bán hết trơn cho rồi. Con ấy gì? Cho con cái xong xuôi rồi con cái cũng người bỏ đi hết trơn, không còn chút bán cũng lo bệnh tật. Ê, cái chân tội nghiệp quá. Dạ. Ê chị bỏ chân em bỏ lên đi, em bỏ lên. Không em bỏ lên đi, chị được, chị dễ lắm, em bỏ chân lên đi. Cũng nói thiệt với chị cũng thương. Thật sự là cái hoàn cảnh của anh là em không có quay luôn á, không có dám quay. Tại đó giờ anh em mình vợ với trong gia đình em là không có chia sẻ. Nhưng mà đợt á cũng nhờ anh Duy Thái á, không xanh cá đó, rồi có nhờ anh đi chở cá đó chị. Giờ anh Duy anh thấy thương á, giờ anh giúp. Rồi thấy cũng mấy anh chị cũng thấy cũng thương ảnh, cũng có duyên á. Cũng nhờ hồi đó giờ, đáng lẽ ra là anh mất lâu lắm rồi. Hôm qua cô Tâm Độ cứ hỏi là đã đi thăm anh hai chưa. Dạ. Cái nói là chưa, nhưng mà tụi em sẽ sắp xếp trong ngày mai, ngày mốt gì đó, trước khi tụi em đi con tum. Chị biết sao giờ mà anh sống tới giờ này không? Nhờ ăn chay niệm Phật. Dạ đúng rồi. Anh là ăn chay niệm Phật giống như hồi lúc mà bệnh là mấy năm trước rồi. Lâu rồi chứ không phải là tới nay. Là nhờ ăn chay niệm Phật mà tới nay còn sống tới giờ này á. Bữa nhờ có cái duyên cái phước của anh Di rồi phóng sanh là không có đức trong đó, phước đức trong đó nữa. Nên là sống tới giờ này luôn. Rồi bữa nay lại có tình thương của cô Tâm Độ nữa, với chị nữa. Bữa có anh Hoàng, chị Diệu nữa. Cứ lai rai vậy thôi. Cũng có đồng ra đồng vô.
Dạ. Chứ mấy hôm rồi ông bệnh đâu lại chạy xe được ha? Cũng có chị, vậy mà cũng dán đi đó chị. Trời ơi vậy á hả? Chứ bây giờ cuộc sống giống như lời anh Di anh nói là tự mình cứu mình thôi chứ đâu có dám trông chờ đâu chị. Mới mưa xong trông chờ mát quá vậy à? Cũng thêm mưa tạnh cho mình đi ha. Dạ. Xuống cũng xa dữ à ha. Sắp quẹo chưa? Sắp rồi chị. Đây là cái đường quẹo vô nhà ba mẹ vợ em á. Ồ vậy hả? Là cái đường ở đây. Ồ cái đường xuống chút xíu là nhà của... Xuống mãi đây đó hả? Dạ. Nhà kia phải ông Trang? Dạ, trong nhà cuối trong đường luôn chị. Ồ vậy cuối hả? Đường luôn. Nó làm gì dòm chị dữ rồi chị? Ai? Ông mới chạy ngang ông dòm chị quá trời. Ông dòm chị hả? Tại vì tao đẹp mày không biết tao à? Dạ. Đẹp nhất thành phố này là chị đó. Đẹp mỗi người ta ném trứng thối lúc nào không biết đó chị đừng. Rồi chuẩn bị quẹo vô hả? Ở hoa đại đẹp quá. Dạ. Từ từ nha Phong, từ từ nha Phong, từ từ nha Phong. Ta biết tay lái mày giỏi rồi. Dạ. Đừng loạn lướt nha. Trời ơi, cho cái cẳng lên. Dinh dinh, ôi dồi ôi, nhúi lên cho lên. Ờ, gì đó. Dạ, chị quên mất đôi giày của anh Thúy đó Trang. Tội nghiệp nó ghê, hôm qua chị mới nhớ tới á. Quên bên Mỹ chứ không phải quên đây đâu, cứ tội mua xong rồi để nó gọn vô đó. Lúc đi thu hoạch chứ cũng đâu phải lớn nặng nhớ được hết. Này tôi đang xạ giống. Xạ hả? Xạ giống là chị. Đang xạ đó phải không? Dạ dạ. Tới rồi phải không? Dạ đây nè chị. Ừ. Ủa chị có vô lần nào chưa em quên ta? Ừ lúc vô nửa đêm á. Vô rất tối đó chị. Ừ. Dạ. Nè. Wow. Hai con. Kéo phân tay vào bà đi con. Không, ông hai. Hôm nay đi học hả? Hai, đi học dạ. Khỏe anh hai. Về đây hồi nào? Dạ về cũng được ít bữa rồi ạ. Để về hôm bữa thứ tư tuần vừa rồi. Ngày mai là đừng tuần ạ. Dạ, dạ, dạ. Ê, bị kẹo nó đâu? Rồi. Thôi gì em xách qua sao không được. Thôi rồi, hơi quên rồi. Bị kẹo với chai dầu gió xanh. Kệ, rồi con ơi. Không có, giờ tới chiều có liền rồi con. Phải sao chạy đi. Nhiều kẹo lắm đâu, phải ít đâu. Bà đem xuống cho. À, nè cho con đôi giày. Đúng, có đôi giày. Cảm ơn. Trời ơi, giày. Ủa vậy mà nãy giờ chị cứ nói là cái bị kẹo trên bàn đó. Cái bà này của nó. Chị đưa nè, có cảm ơn đâu. Rồi, sao chú khỏe không? Nay cũng đi lại lại được hả? Dạ dạ, khỏe ba hồi bệnh dạ, mà nhận đau dạ dày vậy. Vậy hả? Dạ. Bữa mới mổ ấy cho đây là chị. Sáng nay chị cũng đi bác sĩ về dạ dày bao tử nè. Sáng giờ đi từng ba lần vậy. Wow. Em mổ đây em mới vừa làm về đây hết được rồi. Trời ơi ơi. Đây em mổ ba chỗ. Mổ lưỡi này nè, mà này lành nè, còn này chưa. Trời ơi ốm quá trời ốm. Ốm cổ quần luôn. Lại chú ơi ốm quá trời. Ốm dữ lắm.
Quay à, mời chị ngồi ghế gì? Ngồi đây cho mát đi. Dạ, em hay ngồi luôn đi. Dạ, dạ. Kéo ghế xuống đây ngồi cho mát, đừng ngồi trên nữa. Con thử đôi giày con vừa hay ngồi. Con thử đôi giày con à? Dạ, dạ, dạ. Kế chị đi, anh hay ngồi kế chị đi. Ủa vậy là bữa nay con đi học cùng thế luôn hả? Ngồi xuống đi vô. Có vớ không? Không có vớ hả? Chết rồi. Con nói tội nghiệp cô Thảo luôn đó. Tội nghiệp nó. Dạ. Qua bà ngồi nè con, chế ngồi ông nè. Gần chế ông nè. Rồi con thử đi vô. Ở đây ngồi, ngồi đi sửa coi. Ngồi thấp hơn bà nha. Ngồi xoay quá rồi. Ngồi xoay xuống lại, cái dạy mà nội nè. Thục ra sao đi, thục ra sao? Thục lại. Ấy không được. Được rồi, được rồi, được rồi, để nó ngồi đó đi. Mắt, ờ rồi, được rồi. Ngồi đây nè. Ở đây ngồi nè. Ngồi đây. Mà nó đang muốn đi đôi giày mà. Thôi cho nó thử đi. Thế mà không vừa phải lấy đi cho đứa khác. Đeo đi, đeo đi, đeo đi. Coi như mà, ê cái sợi dây này cắt đi, nó đau chân em. Cái dơ, cái dơ dễ thọt. Giờ thọt vô đi, để cãi sao chị? Cái bàn thử thôi con. Cái dài đẹp ghê không? Cái này là con đi đi học tập thể dục luôn. Chắc dư không? Dư không? Ấy đây, lấy cái này lên, lấy cái miếng giấy trước lên. Đi không, chú cũng quên đem bịch kẹo. Thôi, 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 quên thôi à. Nhỏ nghỉ học vì bịch kẹo giờ rốt cuốn chứ không? Đẩy vô, con đẩy chân con vô. Nó không chật hả? Chặt hả? Bà biết rồi, đưa đây. Tháo cái gì vậy? Đúng vậy. Vậy. Tháo cái đi dép kia đi, sao ngồi đó? Được không? Nó ăn vừa không? Cái này cắt vừa thôi chứ không có... Là... Cái này phải cắt ra nha. Dạ, kéo ra. Luôn muốn kéo mà. Kéo này cắt được khúc nữa. Hôm nay nhớ bà không con? Biết bà là ai không? Bà tên gì? Bà Hảo. Tối. Vậy cũng ngon lành đó chứ. Nó biết không? Biết, biết, biết. Nó coi tiếng này. Cắt này trước đi. Cắt cái này coi chiếm. Coi tiếng lên liền hàng bữa mà. Chỉ tưởng đâu không bữa, nhớ bà lấy lại. Bữa chỉ quay lên cái trong cái nhà thương á. Có cú thằng 5 tuổi đó. Ở cái hàng á. Đó, bây giờ không bỏ vô. Nó bắt không á. Nó biết nó bắt nhà biết. Hôm nay thôi về kêu. Hôm nay mẹ nó kêu về chi bắt công rồi. Nó có rộng chuyện mà. Không. À. Hôm nay mẹ nó giờ cặp với thằng khác có bầu nữa anh. Chặt không? Chặt không con? Chặt không? Này. Có bầu. Cặp với thằng khác có bầu. Có chặt không? Được không? Không phải kéo cái này lên nè, như vậy nè. Đó là không có chặt nữa, đúng không? Vậy được rồi. Đó, bây giờ mới là. Rồi đeo cả cẳng kia nữa. Này. Hai cẳng luôn. Giờ này thôi đi học rồi nghe chị ấy là xin đi tội chạy nghiệp không rồi đó chị. Rốt cuộc cái bịch kẹo nhỏ rồi. Có bà niềm vui quá lớn. Con nằm chị hai nằm ở đây thấy giờ. Hôm nay lúc này có chạy xe không chú hai? Chạy chưa nổi rồi. À. Chạy chưa nổi. Rồi có tiền đi chữa mà thuốc không? Không mà lúc này xe cắm. Dạ, rồi. Xe cắm rồi. Sao vậy? Nó không cho mình chạy nữa. Sao vậy? Cấm luôn hả vậy? Ừ. Nó vừa nó bị xe anh vừa không nó có bị giấy. Bạn cái bản số luôn rồi. Xe của anh không có không giấy. Không có giấy. Giờ nó đâu có giấy, có bằng lái này. Có giấy tới 100 mấy thì 200 triệu không có tiền mua. Đó, vừa không? Hả? Dạ. Xong cái mình bỏ cái miếng này nằm rồi, xuống cái à. Mai mình rút cái dây vừa thôi, đừng có rút quá nha. Không phải rút sợi này vô vậy nè. Rút nó lên. Thu lại rồi. Đó, nhẹ nhẹ. Giờ cái này lên nè, không có cộng dây này hơi coi. Dạ cái này lại coi. Có dớ á, dớ nữa rồi. Phải có dớ nó mới slide vô được, dễ. Có dớ thì nó gọn, nó vô dễ. Để nó làm xe đi. Ừ. Xe đi. Dớ đều ở hầm chứ. Cái sau này chị lại ra. Không giúp luôn hả? Rồi từ sao? Từ. Biết gì hôm nay? Cảm ơn lên coi. Để con ngó bà kìa. Phân tay chọn chị ấy lại. À. Phân tay lại. Đưa cẳng đi đây bà coi. Giá cẳng thì lên đây. Hùng bà không? Hùng bà cái đi con. Con ta lớn được cứ hùng với hết. Nhỏ nó mắc cỡ. Hùng bà cái đi con. Mắc cỡ không con? Con trai. Không biết mắc hùng cỡ. Bà Hảo. Ừ, giỏi. Bên kia nữa. Bên kia nữa. Mày nhiều chuyện quá nè con. Rồi mày vừa lòng mày chưa?
Anh thiếu tình thương ba mẹ lắm hả chị? Đi học phải giỏi nha con. Học giỏi đi rồi tép ba bè và cho tiền nhiều. Dạ sao nói hoài vậy à? Mình con trai bữa phải dạy làm sao? Mình phải mạnh dạn lên. Mình không có hèn nhát, biết không? Mình mạnh dạn lên là người ta thấy mình là nam nhi chí khí mà. Đâu phải dân giỡn chơi con đâu. Mẹ nó có về thăm nó anh hả? Không. Bỏ luôn hả? Bỏ luôn mà còn mang bầu thêm đứa nữa. Mày muốn về đây em bỏ anh nuôi nữa hả? Không giam rồi. Anh đứa này không chết. Chị điều tra chị. Giờ mở gì ra tiền đó mua nó nữa. Giờ xe nó cắm giờ. Chị người ngoài chị nói được em. Bây giờ ta có điều tra mà ông muốn giấu cho con không thì làm sao để điều tra? Em dám giấu đâu chị. Hai đứa từ giã lâu rồi, nay mấy năm rồi. Giã nhưng mà thằng, giờ lại kiếm người khác rồi hả? Thằng trai đứa gái. Ủa cái máy nó kêu bọc bọc vậy anh này. Có anh cái văn mà bị hư cái văn cắm á, giờ nó ngứa cái đố á. Giờ anh nghiến văn. Tưởng đâu cái máy nó kêu cọc cọc. Không có. Nó anh còn có 41 kia. Mất sức chi lắm. Tại mổ nhiều quá mất sức chi lắm. Giờ ba mấy rồi. Rồi, để gác chân lên đùi bà rồi ngon quá ha. Chúc mang đi học luôn nha, khoe với bạn đồ. Nói bạn bữa nay bạn thấy đôi giày tôi đẹp không? Bà Hảo bên Mỹ đó nha. Chết không con. Bà Hảo bên Mỹ tặng cho con đó, cho tôi đó nha. Nói là biết giày này giày gì không? Giày tôi là Made in USA. Được không? Rồi giày đó 1 triệu mấy 2 triệu đó con. Đó. Rồi. Ngon lành không? Ừ. Đứng lên đi coi có nhẹ không? Bước không con có đau không? Ừ đó. Rồi vô vị trí. Xong mai mốt nó rộng ra đó, mình cứ vậy mình ấy cái chân cho thôi khỏi cần cởi dây cởi gì nha. Rồi hôm nay tụi em cũng tụi chị cũng đến đây thăm chú á với dạ. Thím. Dạ. Với con nè, chắc có lẽ là bà hả? Bà. Bà đó là bà gì? Bà chạy về bà lấy kẹo đó con. Tên chưa? Ai lên phone mà tên là cái không, bên em. Ờ vậy hả? Rồi xong rồi mình về đi chị. Ừ. À. Xong rồi ha, coi như chào quay đường khúc chị. Vậy thôi. À. Được khỏi. Dạ. Không có gì hết. Thôi bà về hả con? Dạ. Kẹo là không nói có gì luôn. Bà không? Chúc bà làm sao? Cảm ơn con. Năm rồi. Nay mấy bà bển làm ăn cũng khó khăn nên là không có quà, không có tiền, con đừng có buồn nha. Thôi mày đừng có treo cổ người ta hoài. Báo cho anh hai tin mừng nha. Hôm nay dạ. Anh nhận quà lớn luôn á. Dạ. Không phải nhỏ đâu. Dạ. Lớn luôn á. Dạ, cảm anh ơn. Biết nhiêu cho anh nói thử nhiêu. Dạ, cảm ơn. Nô nhưng mà cho anh nói thử nhiêu. À, cảm ơn dì Hảo. Không, cảm ơn em. Không phải của em đâu. À, không phải của chị đâu. À, cảm ơn chị Tâm Độ nói đi. Cảm ơn chị Tâm Độ đã gửi quà cho em. Dạ em cảm ơn chị Tâm Độ. Mà chị Tâm Độ đang trông ngóng cho chị phải về đây đó. Dạ. Cứ hỏi đi thăm chú hai chưa em, tối hôm qua còn hỏi đó. Quá. Em cảm ơn chị Tâm Độ. Rồi giờ cho chú nói nhiều, chị đưa nhiều. Đoán đúng mới được anh hai. Dạ. Anh hai đoán đúng mới được chứ em không có nói được. Còn không đúng thì chị bỏ túi. Đó. Hễ thừa là chị lấy luôn ạ. Dạ, giờ chị Tâm Độ cho như Không đâu, đâu có cho, còn là cho mà đố vui nữa. Tự nhiên cho nhiều lấy nhiều. Cho 2 triệu nhá. Sẵn trò chuyện cho anh hai vui á, cho có tinh thần. Dạ. Anh hai đoán đúng thì anh hai lấy, không đoán được thôi. Không đoán được thôi thì em cầm à. Đâu cho anh thử cho, đoán thử bao nhiêu nè. Chị Tâm Độ cho em hơn 10 triệu. Rồi vậy là đâu mình vậy? Không, mình mà đâu nhiều chứ chị. Vậy hả? Có 5 triệu. 3 triệu mấy chứ 5. Rồi, vậy cảm ơn ngài. Cao quá chị đập tiền vô thêm. Tính ra có 3 triệu mấy. Rồi có cho em mà đúng phải cố rồi em còn nhiều phải đập tiền vô thêm chứ. Nè, đi khám nè, 1 triệu nè.
Dạ, cảm ơn chị. Mà đừng ta tập trung, ta đếm tiền, có ta đếm lộn cái mất 3, 4, 5, 2 triệu nè. Dạ. 2, 3, 4, 5, 3 triệu nè. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5, 4 triệu nè. Dạ. Năm triệu nào. Yeah. Kiếm tí nước, cái tay nó rết quá. Cho miếng nước. Năm triệu. Nước chị xin xíu đại cái muỗng hay cái gì múc đại xíu thôi. Đó. 5 triệu bỏ lại đây. Ủa đủ rồi mà đếm gì nữa chị? Ủa vậy hả? Chết mẹ rồi, quên rồi. 5 triệu rồi chị. 6 triệu nè. 6 triệu. 7 triệu nè. 7 triệu. 8 triệu nè. 9 triệu nè. 10 triệu nè, rồi đó, đoán 10 triệu cho 10 triệu luôn đó. Dạ, cảm ơn chị Hảo, cảm ơn chị Tâm Độ. Không tới mà tại em 11 triệu nè. 11 triệu. 12 triệu nè. 12. 12 triệu 500 tặng 12 triệu 600 luôn. Dạ. Cảm ơn. À, chị Tâm ơi, chị Tâm Đậu ơi. Chị gửi cho chú hai á là 500 đô. 100 đô tụi em đổi được 2 triệu rưỡi như chị cũng biết đó. Thì 500 đô này tụi em đổi được 12 triệu 500. Thôi em đưa chẵn tròn chú 12 triệu 600 lai mai mốt về chị trả em 10 ngàn nha. 10 ngàn tiền Việt. Ờ, 100 ngàn tiền Việt nha. Đâu ra đó đó. À, mừng quá trời. Mừng không? Dạ mừng hết lớn. 12 triệu rưỡi. Dạ. Mừng, 12. Thương anh lắm á. Dạ. Thương lắm. Hồi đầu á là nói 200 xong rồi coi đâu cái clip nào đó xong rồi cái tự nhiên. Thôi em gửi thêm 300 nữa chị cầm về cho chú 500 tội chú. Dạ. Tội nhiễm trang nó chúng mưa mưa. Dạ. Em cảm ơn chị Hảo với chị Tâm Độ. Dạ, không có gì, không có gì chú. Dạ. À, em đi để em cho hôm nay rồi có em đi mổ khẻ sắp được giờ này vậy chị. Dạ. Dạ. Em cảm ơn nhiều. 12 triệu 600 hả? Dạ. Thôi bỏ thêm đi cho thành 13 triệu đi ha. Dạ. Kệ đi. Lỡ nghèo rồi chơi luôn đi. Này là thành 13 triệu luôn nè. Dạ, dạ. Đó. Cảm ơn chị Hảo, chị Hảo. Rồi. Được 13 triệu anh mừng không? Mừng dữ không kìa. Con này bà cho con đi học để ăn bánh. Đúng không bà? Ừ. Rồi. Bây giờ chờ kẹo mà kẹo mưa vậy đúng là số hôm nay nó chưa được ăn kẹo chiều nay rồi. Cất gọn vô đi anh, có nó bay ở chú nó bay. Chị ơi, em công việc em hoàn tất rồi nha chị Tâm Độ. Em hoàn tất rồi đó, chú nhận tiền đủ rồi đó nha. Là em xong rồi đó, là cái clip này ngày mai ngày mốt gửi cho chị đó. Không có để chị trông nóng. Em cảm ơn mọi cô bác, cảm ơn chị Tâm Độ với chị Hảo với đi, hai chồng với em rất nhiều. Có số tiền lớn em đi chi bệnh. Dạ. Yeah. Trời ơi, Trang nó qua tội nghiệp. Hôm nay vui là đừng xúc động nha. Trời ơi, tội nghiệp nó ướt hết rồi. Chỉ vì bị kẹo má nhỏ ướt hết ba rồi. Ờ, nó cũng không ướt lắm, cũng hay. Ôi rồi. Không, đưa đây không phải đâu, cái này nè, đây mới là của con thôi nha, không phải cả cái này đâu, đây cái này của con nè, con, cái này của Xuân sâu nữa, mấy em, mấy chị, mấy cô gì đó được có chút xíu nè, con thấy không, ở trong đây có một bao kẹo của ba nó nè, đó, gia tài nó được có chút xíu vậy đó. Dạ, dạ. Ủa, dễ tưởng nuôi bịch gì? Thì bịch nè, à, có chai dầu đưa cho ông... đưa cho ông ngoại ông nội đây. Dạ, em cảm ơn chị Hảo. Dạ. 13 triệu đó.
Lặng không? Anh mừng hết lớn à, Trang. Anh là mừng hết lớn. Sao lớn nữa? Con lớn nổi nữa đâu mà mừng hết lớn. Con mừng không? Con được bị kẹo con mừng không? Dạ, tiền này để đi học rồi, muốn mua gì mua nha. Dạ. Xài từ từ thôi. Rồi, chị muốn nói gì thêm không chị Hảo? Thì bây giờ thấy chú khỏe mạnh vậy là mừng lắm rồi chứ nói gì nữa giờ. Dạ, dạ. Còn gì bằng nữa. Cho nên là thôi thì cầu xin con người ai cũng có phần số, chú cứ nghĩ vậy. Dạ, dạ. Chết là hết, xong. Dạ, dạ. Mình cứ coi nhẹ nó là nó sẽ nhẹ. Dạ. Thì ai cũng phải một lần ra đi hết. Dạ. Người đi sớm là người khôn, người đi sau là người dại. Vì ngồi, người đi sớm là người được người còn lại phải lo. Nên là thôi mình cứ nghĩ vậy là mình cảm nhận mình mừng. Dạ dạ. Mà tướng chú chứ sống sống dài lắm mà không giỡn chơi đâu. Dạ dạ dạ. Nói thiệt em cảm ơn chị Hảo. Dạ cái đó nói thiệt không phải tướng chất yếu đâu. Dạ. Em cũng cảm ơn cô Tâm Độ với chị Hảo với Mạnh Thường Quân đi. Dạ, con cũng cảm ơn cô Tâm Độ với chị Hảo với các Mạnh Thường Quân đã giúp anh hai thời gian qua. Dạ, con cũng cảm ơn. Dạ, con chúc chị Hảo với cô Tâm Độ rồi với các Mạnh Thường Quân giờ già sức khỏe bình an, làm ăn lúc nào cũng thuận lợi. Rồi chị Hai, cũng cảm ơn chị Hảo rồi với cô Tâm Độ với chị. Cảm ơn chị Hảo với cô Tâm Độ giúp được số tiền cho chồng chị bệnh thì cũng cảm ơn chị Hảo và cô Tâm Độ với mát quá, mát dễ sợ thích không? Nợ con nói gì với bà đó không? Để bà về Mỹ đó nha. Giờ nói gì? Nói thì nói đi con. Nói mà bà ơi đôi giày con đẹp quá à, con không muốn gì hơn hết, đúng không? Đó thấy chưa, ngon lành không? Ngon lành cành đào không? Nói gì với bà không? Cảm ơn nói bà Tâm Độ đi con. Con cảm ơn bà Tâm Độ đã thương đến ông ngoại hay ông nội? Nội. Cảm ơn bà đã thương đến ông nội con có tiền thang thuốc chữa bệnh. Nói mạnh lên mà thổi lên. Thương ông nội con. Ông nội con. Để ông nội con. Để nội con. Có tiền đi chữa bệnh. Chữa bệnh. Đó. Con cảm ơn bà. Đó. Ok, good. Thấy không? Hôm nay mẹ có về thăm con không? Không. Thì sao mẹ bỏ luôn hả? Dạ. Con muốn mẹ về không? Không. Không. À, không ha. Tại vì có tình thương mẹ có đâu. Cho tiền con gì không? Không. À, sao mẹ sinh ra con mà sao mẹ không cho tiền? Tính là mình đi gạo biết khóc không à thằng. Thôi nhìn bà kìa. Bà không có gẹo con đâu, bà nói chuyện cho con vui cho con. Cái ông đó kỳ cục quá, cứ tối ngày gẹo cho con biết khóc ha. Mình có bịch kẹo này là mình ăn sao hồi. Ở trong đây có hai cái bánh bía đó nha. Kẹo sô cô la, kẹo dẻo. Rồi kẹo mút nè, kẹo que nè, tùm lum kẹo trong. À có mấy cái kẹo mà giống như cái nhẫn đó mình đeo vô tay mình nha. Ha, mình đeo cho tay mình vừa đeo mình vừa vuốt bút vậy nè. Đây nè, kẹo nhẫn nè. Thấy không? Đó. Rồi, ông xin lỗi nha. Ông xin lỗi con nha. Thầy dạy ông thôi bà cô bác chứ. Dạ, cảm ơn bà với ông đi đó. Bà với ông. Một lần nữa bữa nay thì trong những chuyến về thăm đợt trước thì cũng có tình yêu thương của anh Di Thái, chị Thu Hà với những cô bác. Có chị Hai, rồi có chị Hảo, rồi có cô, đặc biệt là cô Tâm Độ phương xa mà cũng nhìn lúc nào đây. Cũng nghĩ tới nghĩ về hôm bữa giờ thấy giống như trong cái lúc mà bận đi thăm những bà con á, thì cô Tâm Độ cũng dỗ về anh hai hoàn cảnh thì cũng làm những cái việc có ích cho cuộc sống, cho xã hội, và đi phóng sanh cũng là một cái điều tốt, mặc dù là không có bỏ đồng tiền ra nhưng mà cùng hùng chung một cái phước nhỏ nhỏ nào trong đó. Hai chị Hảo ha. Chở đi là. Thì bữa nay cũng là một cái ngày rất là hạnh phúc và may mắn của gia đình bên vợ của em. Thì em cũng thay mặt ngồi ở đây cũng cảm ơn chị Hảo cũng đại diện cho cô Tâm Độ phương xa. Thì cảm ơn cô với cảm ơn chị và cảm ơn tất cả ông bà cô bác đã cho đại gia đình của Phong Nguyễn, từ bà con, những người bà con và những người anh em thì có được cái sức khỏe và sự sống trong ngày hôm nay. Thì cầm cái đồng tiền trên tay ở đây á, là anh cũng giống rất là trân trọng, rồi rất là quý giá đồng tiền ở đây.
Tại vì từng đồng tiền anh hàng ngày là anh chạy xe ba gác thì nó kiếm rất là cực khổ. Nên là cảm nhận là cô bác bên bển nó làm cũng khó khăn lắm. Thì cầm trên tay ở đây là sử dụng từng đồng tiền mà nhầm khi là nhớ về những cái lúc mà khó khăn của những người cô giống như cô Tâm Độ, chị Hảo, giờ anh Duy Thái và chị Hai nữa là rất là trân quý. Thì Phong chỉ biết là cảm ơn anh chị, cô chú rất là nhiều đã dành tình thương. Thì mong cô chú luôn nhiều sức khỏe, luôn bình an, công việc luôn thuận lợi ha. Thì chị Hảo nói ít câu rồi mình khép chương trình thì, ha chị. Em cũng rất là cảm ơn chị Tâm Độ đã thương đến chú Hai. Chị có biết là khi lúc em nghe chị nói gửi về cho chú số tiền đó, em bản thân em còn không tin được. Em phải hỏi lại chị đó, chị nhớ không? Xong rồi lúc mà em nghe được đúng số tiền đó là em mừng mà em reo lên đó, là em cảm thấy cái hạnh phúc đó là cái hạnh phúc của chú Hai. Em cảm nhận được là chú sẽ vui như thế nào khi mà nhận được số tiền này để đi chữa bệnh. Thì một lần nữa em cũng xin chân thành cảm ơn chị. Tuy là không về nước nhưng chị cũng thấu hiểu và thông cảm và biết được cái nỗi lo lắng của một người chủ gia đình khi mà không còn sức để mà làm được những chuyện mà kiếm ra từng đồng tiền. Và đồng thời bây giờ thì sức khỏe cũng hao mòn, cũng trông chờ từng đồng bạc một để đi tự chữa bệnh thận cho mình. Mà nay cũng nhận được của chị số tiền quá lớn. Thì cái niềm vui này không những của gia đình mà của chính cả tụi em nữa. Của em, của vợ chồng Phong Nguyễn, rồi của chính bản thân gia đình của Trang cũng rất là vui mừng cho chú Hai. Thì em cũng không biết nói gì hơn là chân thành cảm ơn tất cả những anh chị em, cô bác, Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đã thương đến chú Hai. Để tiếp sức cho chú có tiền đi chữa bệnh. Em chỉ có vài lời để nói lên lời chân thành nhất của em. Xin chân thành cảm ơn ông bà cô chú. Rồi, hồi chào mà cô bác dạ, nha. Xin chào ông bà cô bác.